Ngành du lịch tỉnh Quảng Bình dậy sóng vì nữ du khách tố nam hướng dẫn viên 3 lần xin vào lều ngủ cùng. Ngày 11 tháng 5, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã có chỉ đạo kiểm tra thông tin một nữ du khách tố bị hướng dẫn viên quấy rối xin ngủ cùng trong chuyến du lịch khám phá hàng Phiết ở tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 4 vừa qua. Theo đó, vào ngày 10 tháng 4, công ty Jungle Tour chuyên vận hành tour du lịch thám hiểm tại tỉnh Quảng Bình nhận được thông báo từ nữ du khách LBT Tố bị quấy rối bởi một nam hướng dẫn viên của công ty trong chuyến đi khám phá hàng thiết là trên 2 ngày một đêm, khởi hành ngày 9 tháng 4. Cụ thể mới đây, một nữ du khách viết bài tố cáo hướng dẫn viên quấy rối lúc nửa đêm khi tham gia tour mạo hiểm khám phá hàng thiết ở Quảng Bình. Sự việc gây chú ý trên các hội nhóm du lịch tại Quảng Bình và Việt Nam. Theo nữ du khách này phản ánh, sau bữa ăn tối 9 tháng 4, chị và hướng dẫn viên NVT ngồi nói chuyện với nhau trong cuộc trò chuyện, NVT thổ lộ tình cảm dành cho chị, dù anh ta đã có gia đình, anh ta còn có những hành động quá mức, trong đó có một lần bất ngờ hôn nhưng chị né kịp. Cảm thấy không an tâm, chị LBT về lều ngủ, một lát sau NVT lại gần lều của chị T và tự ý kéo khóa hai lớp thò đầu vào. Chị T đã bật dậy kéo lại lớp khóa lều thứ hai, không cho anh ta vào. Chị T hỏi muốn gì, nam hướng dẫn viên nói muốn xin ngủ cùng. Nữ du khách hoảng hốt đuổi anh ta đi. Suốt đêm hôm đó anh ta tiếp tục lại gần lều hai lần nữa, bày tỏ mong muốn xin ở cùng. Nữ du khách vô cùng sợ hãi, không thể ngủ, chỉ không dám la lên vì sợ làm mọi người thức giấc. Ngay sau khi kết thúc tour, nữ du khách đã thông báo sự việc với nhân viên công ty SunCorp. Lãnh đạo công ty đã đến homestay nói chuyện và xin lỗi chị. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi chị T nói không muốn NVT mất việc cũng không yêu cầu bồi thường mà chỉ muốn công ty biết sự việc và có hình thức kỷ luật anh ta thích đáng. Về sự việc trên công ty Suncoppor cho biết đã triệu tập hướng dẫn viên này lên làm tường trình và Nam hướng dẫn viên thừa nhận với lãnh đạo công ty Suncoppor đã có một số ứng xử, hành vi không đúng mực, vi phạm quy tắc nghề nghiệp đối với nữ du khách. Tiếp đến hướng dẫn viên này đã trực tiếp liên lạc qua điện thoại, gửi lời xin lỗi chị T, đồng thời tự đưa ra mức kỷ luật là xin nghỉ việc. Chị T chấp nhận lời xin lỗi của nam hướng dẫn viên này. Ngày 13 tháng 4, nhân viên post nhắn tin thông báo với chị là NVT đã nhận lỗi, đồng thời cam kết không lặp lại việc trên. Công ty quyết định đình chỉ công việc 15 ngày với NVT và cắt giảm một số phúc lợi về tài chính. Tuy nhiên sau đó qua một số mối quan hệ, chị T phát hiện nam hướng dẫn viên này vẫn đi làm bình thường trong thời gian mà công ty nói đình chỉ công việc. Chị T cho rằng văn bản công ty gửi cho mình chỉ để cho xong chuyện, chứ không có thành ý giải quyết vấn đề. Một tháng sau, chị Tê cảm thấy công ty du lịch không có hành động kiên quyết bảo vệ quyền lợi khách hàng, nên tiếp tục lên tiếng chia sẻ sự việc trên mạng xã hội. Phía công ty khẳng định đã gửi lời xin lỗi cũng như thông báo hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sự việc đã xảy ra, đồng thời hoàn trả toàn bộ chi phí mà chị NBT đã mua tour khám phá hàng mi như một cách giảm thiểu phần thiệt hại tinh thần đối với khách hàng này.